Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Hôm nay thì mình thấy một cái dòng status của Hồng Loan phải nói là đáng chú ý của chú anh chị. Thì cô chú anh chị hôm qua cũng biết rồi rằng là hôm qua thì cô Sáu lại làm đơn tiếp tục là đi kiện về vấn đề cô Sáu bị mất tài sản là coi như là 8 triệu và 200 đô. Thì em cũng đã chia sẻ trên video clip rất là nhiều rồi. Thì cô chú anh chị cũng biết rằng á, ngoài cái vụ kiện tranh chấp tài sản ra thì còn vụ kiện mà 8 triệu và 200 đô. Xong xuôi thì cô chú anh chị, một dòng status này thì phải nói đáng chú ý, thì cô chú anh chị biết rằng là Hồng Loan cũng đã vác đơn đi kiện lại những người nào mà lợi dụng, coi như là lợi dụng vào cái câu chuyện của cha mình mà coi như là trục lợi của nó. Cô chú anh chị, trục lợi về vấn đề từ thiện thì cô chú anh chị biết rồi ha, một cái điều đáng, rất cực kỳ đáng lên án. Thì mới đây Hồng Loan viết như thế này, thì mình trước khi mình phân tích một bài viết của Hồng Loan thì mình xin được đọc, coi như là được đọc cái dòng trạng thái này và cũng muốn chia sẻ với mọi người. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 5, ngày Tết Đoan Ngọ, vợ chồng và các con lên thăm mộ ba. Ba ơi, vậy là một tháng trôi qua, ngày mùng 5 tháng 4 là ngày ráp mộ cho ba. Con nhớ ba của con lắm. Ba hãy yên nghỉ và vãng sanh nơi miền cực lạc. Khán giả của ba rất thương con và cũng thương khán giả của ba rất thương ba và cũng thương con nữa. Con sẽ thay mặt ba nhờ các cô chú bác, anh chị khán giả trong và ngoài nước của ba đã từng quyên góp cho việc xây mộ cũng như quyên góp cúng thất và tiền chuyển khoản phúng điếu trong đám của ba con, xin hãy gửi các thông tin mà khán giả đã chuyển khoản cho bác Thành, cô Vân Tiên, cô Hồng Nhung, Hồng Phượng, chị Kim Nga và Ngô Long Hồ, chồng Phượng, và cả vợ chồng anh Sô, con nuôi của ba nếu có, Đặng Dung và cô Liễu, bạn chị Nga, cô Kim Thoa và con cô Kim Thoa nếu có, xin hãy gửi các thông tin về cho con để con có thể lấy lại danh dự cho ba và để ba được an lòng. Ba ơi, cuộc đời của con, ba chính là mẹ của con, cũng là ba của con. Những lời ba dặn dò của ba luôn khắc ghi. Ba ơi, khán giả của ba rất thương con, cũng đã giúp con được niềm tin về những điều tốt đẹp nhất mà ba dành cho con gái yêu của ba. Đó là dòng trạng thái của Hồng Loan mới cập nhật mới nhất của chú anh chị. Thì của chú anh chị biết rồi, các tên đã nêu trên thì cũng mong rằng cô chú anh chị nào trong thời gian qua đã chuyển khoản đó mà có những cái sự đóng góp qua những cái lời kêu gọi như thế, thì mong rằng là cô chú anh chị hãy đưa những cái thông tin của mình. Tại vì cô chú anh chị biết, tại sao khi con người ta đi vào câu chuyện mà coi như vấn đề pháp lý, vì cô chú anh chị nên nhớ một điều như thế này nè, vì họ thấy mập mờ, có dấu hiệu coi như là không minh bạch trong vấn đề kêu gọi một cách vô tội vạ, kêu gọi một cách không có tổ chức và mạnh ai nấy kêu gọi. Cô chú anh chị cùng nhau lên kêu gọi, mạnh ai nấy kêu gọi, và số tiền đó đi đâu về đâu và những người kêu gọi đó đã đóng góp hết hay chưa, thì tất cả những người này họ đều im lặng và không lên tiếng, chứng tỏ một điều rằng là cái gì của chú nhị là có sự thiếu minh bạch trong này. Nếu đặt trường hợp như các quý vị mà quý vị kêu gọi mà quý vị đã minh bạch rõ ràng, thì chỉ cần người ta nói một lần đầu là quý vị đã sao kê hoặc là chứng minh cho người ta thấy rằng là tôi không có ở liên đới liên quan, hay hoặc là tôi không có nhọc nhằn trong cái chuyện mà vấn đề là tiền bạc này, đúng không cô chú anh chị? Còn đằng này thì nó lại khác, đằng này á thì lại nhọc nhằn và coi như là có thiếu, gọi là thiếu minh bạch trong vấn đề tiền bạc. Thì từ đó mà chúng ta thấy rằng là Hồng Loan đã vác đơn đi kiện. Đi kiện như thế nào, đi kiện những người nào thì chỉ có nội dung trong đơn thì chúng ta mới biết được. Và cô chú anh chị biết rằng cái số tiền của chú Vũ Linh làm mộ hết bao nhiêu thì cô chú anh chị mọi người cũng biết rồi.
Và xong sau đó thì cái số tiền phúng điếu tổng cộng là coi như ở trên mộ của cậu đó thì nghe đâu là mấy trăm triệu đúng không cô chú anh chị? Và hình như là cái số tiền mà còn lại hình như là cũng còn dư, nếu mà nhiều người đóng góp như thế thì cô chú anh chị biết rằng là cái số tiền nó cực kỳ lớn. Trên không gian mạng xã hội thì cô chú anh chị cũng biết rằng là người ta đã nói là cái số tiền nó phải trên 10 tỷ đồng đó. Thì từ chỗ đó, thì trừ chỗ đó thì bắt đầu là nhiều người họ bắt đầu là mới đặt sinh nghi. Và xong sau đó thì cô chú anh chị biết rằng á, bắt đầu họ đã tư vấn cho Loan để cho ba Loan an an lòng cô chú anh chị. Nhiều người họ nói là rằng là khi cậu Năm mất như thế là nhiều người lợi dụng câu chuyện của cậu Năm rồi xong sau đó họ trục lợi. Thì cô chú anh chị biết rồi, họ trục lợi bằng cả hình thức đó, đóng góp viên gạch đó. Ai là người cái khởi xướng câu chuyện này cô chú anh chị? Đó tức là cô đầu tiên là như cô Vân Tiên đúng không đó. Cô Vân Tiên là cái người cũng là khởi xướng cái câu chuyện này, mà cô thì cũng mới đây thì cũng đã đòi coi như là đòi 8.000, trong khi đó là cô trao tận tay của bé Loan có 3.000 thôi, nhưng mà cô đòi lên tới 8.000, mà trong khi đó 5.000 kia là cô đưa cho người khác. Khi mà được đối chất giữa hai người cuộc trò chuyện đó, thì cô lại không có lý do để nói, và xong sau đó thì cô lại bực mình của chính vậy. Cho nên á, và sự việc này thì chúng ta thấy rằng á, là những con người mà được nêu tên trong cái dòng trạng thái của Hồng Loan lúc nãy á, thì chúng ta thấy rằng những con người này coi như là tại sao họ không lên tiếng, tại sao họ không lên tiếng về vấn đề tiền mà họ kêu gọi tài khoản của họ, thì họ sẵn sàng sao kê của chúng gì, người ta đã ghi tên mình vào đó, tức là người ta đã có nghi ngờ mình. Mà người ta đã có nghi ngờ mình thì anh phải muốn mình trong sạch, muốn mình không bị mang tiếng thì anh đi sao kê thôi. Cái sao kê đơn giản ra ngân hàng kêu anh sao kê lại, đóng con dấu cho tôi, rồi xong xách cái bản sao kê lại cho cái người cần đó từ thời gian đó tới thời gian đó đó, và ghi rõ ra những số tiền nào đây là từ cái nguồn thu nào, từ cái người nào, chứng minh cho họ thấy, nhọc nhằn xíu thôi khỏi bị mang tiếng. Thế mà họ không làm điều đó, vì sao? Vì cho rằng là không có đúng người, coi như những người mà kêu gọi coi như là họ không làm rõ, thì tức là họ có cái gì một vấn đề không, một vấn đề thì nên là họ không muốn làm rõ. Còn nếu mà họ đã muốn làm rõ rồi thì nó đơn giản lắm cô chú anh chị. Vì tại sao, chứ thời điểm này những người này vẫn im lặng, những người này vẫn coi như là bạc vô âm tín, mà những người này là bẻ lái dư luận ra sang một cái câu chuyện khác. Và cô chú anh chị biết rằng là nhiều người đã quay xe trong câu chuyện này, vì họ cho rằng là coi như nhà gia đình nhà cô Sáu, nhà chú Bảy rồi đó, coi như là đã lu sơ bu trong cái câu chuyện nhọc nhằn trong tiền tiền bạc này. Ban đầu thì đôi lúc họ không biết, có chú anh chị, nhưng mà giờ họ nghĩ lại là cũng đúng. Cái một cái đám tang nhưng mà rất là lớn như thế, một người nổi tiếng như thế không, và kêu một thời gian dài, kêu gọi xây xây dựng mộ cho cậu một thời gian rất là dài như thế, thì em hỏi cô chú anh chị nè, ai cũng yêu mới quý 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 cậu Năm hết. Tới thời điểm này cái sự yêu quý nó cũng chưa bao giờ nó dập tắt được cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy vẫn hàng ngày là trên mộ cậu lúc nào cũng đông đen đông đỏ, thấy không, những ngày cuối tuần thì quá trời người viếng đó đúng không? Vậy thì á, cô chú anh chị cứ tưởng tượng đi, xây dựng một viên xây dựng góp một viên gạch thì cô chú anh chị tưởng tượng đi, bao nhiêu ngàn con người họ góp, bao nhiêu ngàn, bao nhiêu triệu con người họ góp đúng không? Thì cái chuyện đó là chỉ có những người được đóng góp thì họ mới biết được thôi, chứ làm sao chúng ta biết được. Mà muốn biết được thì cần sao kê, mà đã sao kê thì rõ ràng minh bạch, mà những người mà cần sao kê thì họ không muốn rõ ràng minh bạch, cho nên họ nhọc nhằn, họ dòng do, họ kêu gọi thì họ kêu gọi vô tội vạ. Nhưng mà khi mà đợi cái cần cái sự rõ ràng thì lại không rõ ràng trong câu chuyện đó. Thì từ đó là Hồng Loan mới là coi như là Hồng Loan coi như là mới cảm thấy những người này thiếu minh bạch, thiếu tôn trọng. Rồi xong những số tiền nó chi vào những cái việc gì, làm những việc ra làm sao thì coi như là cũng không ai lên tiếng. Rồi mọi thứ cô Sáu hiện giờ đã còn đang giữ lại cái trong cái đám tang của cậu xong xuôi hết rồi, còn giữ bao nhiêu thì cũng không nói luôn. Coi như là bé Loan bây giờ là kiểu người vô hình.
người vô hình nó có giống vậy đó. Nên họ coi như là họ muốn tự tung tự tác đó. Họ nói là họ không có nhà, không có cửa, thì cô chú anh chị cũng thấy rằng là chỗ Hồng Phượng nói rằng là mẹ không có nhà có cửa, rồi mẹ con bị đuổi ra đường như thế như thế, mà trong khi đó cái cô Ni đã coi như là cho người đi đến tận cái chỗ mà số nhà Nguyễn Trọng Tuyển gì đó đó, coi như là số nhà đó là những người này đã họ đang sinh sống ở đó à, rồi xong sau đó đó là những người này coi như là chị Ni đã vạch mặt ra. Cái thứ hai nữa, cái chỗ xe cộ mọi người bé Phượng thì nói là tôi không có mua xe đó. Cái câu chuyện nó thiệt chứ có giống vậy, không mua xe thì bé Phượng nói, nhưng mà người nhà của bé Loan đưa ra là không mua xe. Tại sao? Có một cái túi coi như là đẩy xe tấm bạc đẩy xe đó, 7 chỗ đó, tại vì xe của chú cậu Năm thì hồi xưa giờ không có xài bạc, họ chỉ để như vậy thôi, cho nên là họ cho rằng là cái bạc đó là của vợ chồng Hồng Phượng à. Thì bây giờ Hồng Phượng nói rằng là tuyên bố mạnh luôn, bây giờ là ai có salon nào mà đã bán xe cho Hồng Phượng thì lên tiếng đi đó. Thì đơn giản thôi, bây giờ có bán xe cho Hồng Phượng đâu. Ví dụ như tôi đặt một cái ví dụ như thế này nè, có vấn gì mà đặt một dấu hỏi như thế này nè. Hồng Phượng thứ nhất là ví dụ như không đứng tên xe, không đứng chủ xe, đúng không? Ví dụ chồng Hồng Phượng đứng rồi sao, đúng không? Rõ ràng không? Ví dụ chồng đứng rồi sao, hay hoặc là một người nào đó đứng rồi sao, sao ai mà biết được, đúng không cô chú anh chị? Không ai biết được cái chuyện đó, đúng không cô chú anh chị? Trong khi đó đó, trong khi đó cái vấn đề xe cộ mọi người đã chứng minh được cái vấn đề là có dấu hiệu có dấu hiệu tại sao đang khó khăn như thế, thấy không? Rồi xong sau đó lên cộng đồng là bước ra cuộc họp báo, đi với rất là hùng hậu nè, dàn thư ký nè, rồi dàn luật sư nè à. Tại sao như thế cô chú anh chị? Vì đang rất là có tiền, mà cái nguồn tiền nó thu nhập từ đâu thì cũng không ai biết được, đúng không? Tiền của người ta sao mình biết được cô chú anh chị, nó có liêm chính, nó có minh bạch hay không, hay là nó có nhọc nhằn gì không? Thì trong tiền trong túi người ta này muốn minh bạch rõ ràng hay muốn sao, chứ có nhà nước người ta lại vào cuộc ta làm rõ thôi, chứ còn mình chỉ đặt dấu hỏi thôi, tại sao như thế, tại sao như thế, đúng không? Còn cái chỗ mà coi như là chồng của chị này á, thì phải nói là để vợ để con mình homeless không nhà không cửa như thế cũng là một tội đồ của chúng chị, đúng không? Xài coi như là mình phải có trách nhiệm chứ, làm chồng phải có trách nhiệm chứ, không má vợ mình lang thang homeless như thế mà để gì sao được, mình là người nổi tiếng mà, đúng không cô chú anh chị? Cho nên á, qua cái sự việc này á, mình thấy á, một điều là gì, là cô chú anh chị thấy á, họ nhọc nhằn trong cái chuyện mà sao kê minh bạch, họ nhọc nhằn qua cái sự việc mà coi như là bé Loan kêu chỉ cần sao kê minh bạch, họp báo cũng kêu viết dòng trạng thái ghi rõ tên từng người như thế, mà họ cũng không bao giờ muốn minh bạch, họ chỉ muốn khi mà cơ quan pháp luật họ vào cuộc rồi đó, thấy không, thì bắt buộc các người những người này đó, thấy không, phải bắt buộc phải minh bạch rõ ràng thôi, người ta đã nghi ngờ mà, đúng không? Những người này là những người đã kêu gọi hay bla bla gửi tiền đó, những người nào mà người ta chứng minh được những cái dòng mà coi như là đã chuyển khoản đó, cho số tài khoản chủ tài khoản là ai đó mà gửi về cho Hồng Loan, mà Hồng Loan cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra đó, thì chắc chắn những người này bắt buộc phải sao kê ra rõ ràng rồi, thì lúc đó thì nhọc nhằn tới pháp lý rồi, chứ giờ người ta cần rõ ràng minh bạch thì các anh các chị im lặng một cách coi như là lạnh lùng, đúng không? Im lặng một cách lạnh lùng như thế, không có quan tâm tới những lời nói của người khác, vì anh chị có muốn người ta nhọc nhằn hơn nữa, đúng không? Nhưng mà đối với tôi, khoảng bản thân tôi chỉ muốn nói với anh chị như thế này nè, sống trên đời sống chúng ta ai cũng có một tấm lòng, đúng không? Để làm gì các bạn biết không? Để gió cuốn đi mất thế thôi. Cuộc sống mà mình phải người ta cần rõ ràng minh bạch, người ta ghéo tên mình như thế thì các bạn nên là rõ ràng minh bạch đi, vì trong cuộc sống cái tiền đó nó ăn có bền đó các bạn ơi, nếu mình có nhọc nhằn, thấy không? Còn nếu mà mình không nhọc nhằn thì mình cứ rõ ràng minh bạch, đừng để một ngày nào đó khi có dấu hiệu, khi cơ quan cảnh sát điều tra họ vào đó họ làm rõ một số coi như là lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thì lúc đó các bạn mới mệt, các bạn lúc đó các bạn mới mệt, đúng không?
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nó không có đơn giản đâu các bạn. Nên á, các bạn phải thứ nhất là phải đầu tiên là rõ ràng minh bạch, thứ hai là phải sao kê ngân hàng đàng hoàng, chứ không phải là viết giấy tay một cái sao kê gia đình kiểu đó, viết hôm nay mua nhiêu thu nhiêu chi nhiêu, giống như bé Phượng quăng lên cái bảng mà hôm bữa họp báo đó, coi như là mọi người coi xong mọi người lắc đầu không không biết nói sao luôn. Rồi cô Sáu, khi cô Sáu mà coi như là đưa ra cái bảng chi tiêu trong cái việc nào mà đám của cậu đó chi tiêu xong rồi viết xong, Hồng Loan nhìn vô nó cũng lú luôn, nó không biết cái này là chi gì thú gì mà nhồng nhăng nhồng văng lòng vòng như thế. Thì bởi vậy cái vụ đó đó nó mới kéo dài, kéo âm ỉ và góp một viên gạch, nó kéo dài mấy tháng trời như thế. Cô chú anh chị nghĩ đi, một cái đám của cậu Năm nó lớn như thế, nhiều người quan tâm như thế, thì nghĩ đi, một viên gạch là bao nhiêu tiền? Một viên gạch người ta cho là 5.000, chuyển khoản từ bao nhiêu trở lên là được đó, thì ít nhất là như thế. Mà một một người, hai người, 100 người, 1.000 người, 1.000.000 người, nó ra cái gì? Nó ra cả một coi như câu chuyện, một cái khối tài sản cực kỳ lớn. Rồi những người mà sau trong lúc kêu gọi thì họ ở Việt Nam, rồi xong sau đó họ nghe động tịnh gì đó, họ chạy về Pháp, thì những người đó có rõ ràng minh bạch chưa? Và những người ở Mỹ cũng thế, những người ở Mỹ cũng vậy, kêu gọi như thế là anh chị có rõ ràng minh bạch chưa? Những người nào đóng góp cho anh chị rõ ràng chưa? Phải không? Cũng chưa có ai thấy hết. Cho nên qua sự việc này hôm nay chúng ta thấy rằng Hồng Loan đã réo từng tên, kêu từng người, phải không? Đó, những người này đó thì cô chú anh chị, thì Hồng Loan đã phát đơn đi kiện, thì không biết những danh sách của những anh chị này không biết có nằm trong danh sách đó hay không, thì cái câu chuyện đó thì chúng ta sẽ đợi một thời gian nữa cơ quan cảnh sát điều tra hay hoặc là những người có liên đới liên quan đó họ sẽ lên tiếng như thế nào ra làm sao. Nội dung ngày clip ngày hôm nay cũng hơi dài rồi, thì cũng xin chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà, xin chào tạm biệt. Xin chào quý bà con, đây là nước cốt nhau ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, cực kỳ tốt cho sức khỏe con người ha. Chúng ta biết rằng là Hàn Quốc, Nhật Bản hiện giờ người ta đang sử dụng nước cốt nhau ủ đường và là làm thành viên để là làm túi trà uống, cực kỳ tốt sức khỏe, hỗ trợ vì đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt. Nên chúng ta nên sử dụng nước cốt nhau, vì người lớn tuổi chúng ta khi mà sử dụng thuốc tây nhiều á, sẽ bị tác dụng phụ ha, sẽ bị tác dụng phụ. Còn nước cốt nhào này á, thì không có tác dụng phụ nha bà con. Bà con cứ yên tâm về chất lượng sản phẩm, vì đây là sản phẩm nhà em làm, gia truyền nhà làm đã bao nhiêu đời nay sử dụng rồi. Và cô chú anh chị nên nhớ một điều như thế này nè, cực kỳ tốt luôn nha, nó không có tác dụng phụ nè. Lưu ý giúp em là bệnh nếu có bị tiểu đường là không uống được nha, vì trong đây là ủ với đường, hương vị của nó cực kỳ dễ uống, là chua chua ngọt ngọt ha, hương vị cực kỳ dễ uống, chua chua ngọt ngọt. Nó trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt. Bà con mình cứ yên tâm mà sử dụng, vì sản phẩm nhà làm nguồn gốc rõ ràng, không pha chế bất kỳ những cái loại mà có hại cho sức khỏe con người, chỉ nhào và đường lên men tự nhiên của chú anh chị nhé. Hương vị cực kỳ dễ sử dụng, chua chua ngọt ngọt nha của chú anh chị. Đó, bà con cứ mạnh dạn điện thoại số Zalo trên màn hình nhé. Chúng tôi sẽ coi như là tư vấn tận tình cho bà con nhé. Nước cốt nhào ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, thần kinh tọa. Sản phẩm 300 ngàn một chai, bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Giá 300 ngàn một chai, bao ship toàn quốc. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn bà con và chúc bà con những người mà bị đau nhức xương khớp sử dụng nước cốt nhào này sẽ mau hết bệnh nha bà con nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại bà con. Vâng, thì ngày hôm nay Thanh Nguyên muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái sản phẩm mà hiện tại em đang bán trên nền tảng YouTube này. Đó, cái này là tôm khô được lấy từ quê hương Bạc Liêu. Cái này là tôm khô loại 1 nha cô chú anh chị. Một bịch em đang cầm là nửa ký, nửa ký là 750 ngàn, một ký là 1,5 triệu, miễn phí ship toàn đất nước Việt Nam nha. Còn cô chú anh chị nào ở nước ngoài thì vui lòng chịu phí ship dùm em nha cô chú anh chị. Đây là tôm khô loại 1, chất lượng rất là thơm ngon, được lấy từ vùng quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên, được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau. Một chai em đang cầm là 1 lít, 1 lít là 1,5 triệu, nửa lít thì 750 ngàn. Quý vị khán giả của chú anh chị nào có nhu cầu sử dụng thì có thể liên hệ qua cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình. Hai sản phẩm này thì em đều có thể giao qua nước ngoài được, bất cứ nước nào nha. Rồi, xin cảm ơn quý vị rất nhiều, mong rằng cô chú ủng hộ cho những cái sản phẩm em đang bán. Xin cảm ơn.